đang có một cái câu hỏi tiếp theo nữa dành cho chị Lan ạ. Là các anh chị có biết không, chị Lan đi tham dự học chương trình Leader Escort, nhưng mà bên cạnh chị Lan còn có đồng hành của một founder khác nữa của công ty cổ phần dược phẩm Đức Lan, đó chính là anh Đức, là người 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 bạn đồng hành, người bạn đời đồng hành của chị Lan. Cả hai vợ chồng cùng đi học với nhau, và cả hai nhà lãnh đạo cao nhất ở trong công ty đi học cùng với nhau. Và ngoài ra thì chị Lan còn đưa thêm một bạn về quản lý nhân sự cũng như là quản lý chung của bên Đức Lan để tham dự vào chương trình Leader Escort. Vậy thì Hằng có một câu hỏi gửi tới chị Lan, đó là những lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp trực tiếp đi học coaching, và chị còn mời thêm lãnh đạo khác cũng như là gửi thêm nhân sự để đi học, thì cái việc này đã giúp chị như thế nào trong việc chiến lược phát triển doanh nghiệp của chị ạ? Em mời chị. Ở đây trong này thì có anh chị nào làm việc chung với ông xã không ạ? Hai vợ chồng làm cùng nhau không ạ? Đang mời mọi người là chúng ta có Vâng thể ạ, mọi người nếu mà đấy thì cho Lan số 1 vào ô chat đấy ạ. Xem là là có bạn nào đồng đồng cảm không ạ? Để Lan đi tìm người đồng cảm ạ. Khi mà làm việc cùng nhau hai vợ chồng thì chào Dược sĩ Hoài ạ. Chào Dược sĩ Hoài, vì Hoài và ông xã thì cũng học cùng trường, cũng là dược sĩ và cũng làm cùng nhau ạ. Chắc là Hoài hiểu chị lắm. Khi mà làm... Mọi người biết là Lan với ông xã thì cũng gần gần bằng tuổi nhau rồi, cùng học cùng trường, rồi ra làm cùng nhau thì khi mà làm chung ấy ạ, thì có rất là nhiều cái mâu thuẫn ạ. Mà lúc này thì không ai thắng ai cả. Nó rất là khó. Đôi khi mà có những cái quyết định mà nó thực sự nó có ảnh hưởng luôn cả cái đời sống gia đình luôn ấy ạ. Tức là về nhà không muốn nhìn mặt nhau, tối mà đi ngủ cũng không nhìn chồng luôn ạ. Tức là lúc đấy là một là anh chọn là chúng mình làm cùng nhau, hai là chúng mình ở cùng nhau thôi. Chứ không làm cả hai cứ một lúc được. Vì thế cho nên là cái mà team Lan muốn là cả hai founder cũng như là hai vợ chồng đều có một cái mindset chung, một cái mindset, và khi thấy cái mindset Lan bắt được cái coaching và cái mindset của một người coach ấy ạ, nó khá là giống với lại cái phong cách, cái tính cách của hai vợ chồng cũng như là cái định hướng mà dành cho doanh nghiệp ạ, nhân sự dành cho doanh nghiệp. Lan thấy là cái đấy nó match với lại bản thân mình rồi, nó khá là giống, và lúc đấy là Lan rủ ông xã đi học cùng. Và một cái nữa đấy là đối với lại Lan làm việc trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người ạ, thì cái giá trị, cái tài sản lớn nhất của doanh nghiệp đấy là con người. Nó không phải là cái bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu con người, bao nhiêu nhân viên, phải bao nhiêu vốn vào đấy ạ, mà Lan nghĩ là cái giá trị lớn nhất Lan có được đấy là con người. Và Lan muốn là một cái bạn quản lý nhân sự bên Lan phải có một cái tư duy giống như mình, và một cái tư duy nhìn Lan rất là thích một cái tư duy của người coaching ạ. Lan gọi nó là một phong cách ạ, một phong cách sống lifestyle. Thực sự là thấu hiểu, không phán xét, rồi ngang hàng, rồi lắng nghe sâu bất cứ cái gì đấy, là những cái điều đấy Lan cực kỳ thích. Và Lan rất là mong muốn là bạn nhân sự của mình, quản lý nhân sự đấy ạ, quản lý nhân viên của mình với phong cách đấy. Vì thế cho nên là cả một bộ sậu là ba người rủ nhau đi học luôn. Và đúng là khi mà về đến nơi rồi á, thì khi mà cả ba người đều cùng một cái mindset á, thì thực sự là nó rất là dễ dàng trong công việc quản lý. Chỉ cần nói một cái thôi là người kia đã hiểu rồi, không cãi nhau nữa. Không phải là em nghĩ thế này, anh nghĩ thế kia. Mà ngày trước làm gì có cái việc mà nói không phán xét đâu ạ, nói chồng thì cãi nhanh lắm. Tức là chưa gì đã trong đầu là một loạt các cái dữ liệu mà không hiểu sao 20 năm nó vẫn còn trong đầu mình ý. Mà cái tốt thì chẳng nhớ mà chỉ nhớ cái xấu thôi. Nói một cái là nó cứ tuôn ra trong đầu ấy. Chắc là ông xã cũng bực tức lắm, nhưng mà chắc là nhịn thôi chứ cũng không 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 làm gì mình được. Nhưng bây giờ thì khi mà gặp một vấn đề nào đấy, mình quan sát nó, không phán xét, quan sát nó dưới một cái con mắt của một coach, thì mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Mình không cần phải giải thích, cũng không cần phải nói nữa. Đôi khi mình chỉ cần nói qua thôi là ba người là đã đồng lòng rồi. Và cái điều này là đúng là Lan cảm thấy là rất là hãnh diện ấy.
Vâng, em rất là cảm ơn cái Code for Life ạ. Mà bọn em học chung một khóa cho nên là mindset là y hệt nhau. Bây giờ thỉnh thoảng về còn rủ nhau là gọi là đối luyện xem là thằng nào giỏi hơn ấy. Còn nhắc bài nhau ấy. Cảm ơn chị Vâng, em Lan cảm ơn. nghe câu chuyện của chị Lan thấy rất là truyền cảm hứng, đặc biệt là khi mà chị nói đến những cụm từ như là thấu hiểu, không phán xét, lắng nghe sâu và ngang hàng, và những cái điều này nó tạo lên cái phong cách sống, một cái lifestyle, một cái phong cách sống. Và chúng ta gọi là khi mà chúng em làm coach, khi mà em làm coach thì mọi người thường nói là do do coach do coaching đó. Nhưng mà với em và cũng như tại Quốc Phong Hai thì chúng em dùng đó là being a coach, tức là làm một người coach, tức là hãy chúng ta không chỉ làm một cái công việc coaching mà chúng ta còn phải sống như một người coach với những cái phong cách đó là thấu hiểu, không phán xét, lắng nghe sau mọi người để thấu hiểu mọi người và là luôn luôn tôn trọng, tin tưởng mọi người. Và em rất là được truyền cảm hứng khi mà hôm nay ở đây chị Lan chia sẻ lại một lần nữa đó là cái lối sống coaching. Và trong đây chị có nhắc đến cụm từ đó là khi mà những người lãnh đạo cùng đi học với nhau và cùng đưa cả những cái quản lý lãnh đạo khác vào trong doanh nghiệp đi học ấy, thì tất cả chúng ta có cùng một cái nhìn chung, một cái mindset, đó là cái coaching mindset. Và từ đó thì nó tạo ra được cái tiếng nói đồng đồng điệu trong doanh nghiệp, và như vậy là cái việc triển khai các công việc trong doanh nghiệp nó cũng rất dễ dàng, rất nhanh chóng, và cái gọi những cái đồng cái sự thống nhất trong trong đội ngũ lãnh đạo nó rất là nhanh. Và chính vì vậy nó tạo ra, có lẽ đó chính là cái lý do nó tạo ra cái kết quả mà chưa cái hiệu suất rất là tốt như vừa rồi chị Lan chia sẻ ở phần trước. Cảm ơn chị Lan. Và đặc biệt trong đây em nghe cái cụm từ đó là giá trị con người. Khi chúng ta bán thuốc thì không phải là chúng ta bán thuốc để mong người ta có nhiều bệnh, mà đó là chúng ta mang đến cho họ những cái giải pháp để giúp cho họ có cái thoát khỏi những cái bệnh và họ có thể có sức khỏe tốt hơn. Và chúng ta cần tập trung vào việc là đó là mang đến những cái giá trị cho con người. Rất là tuyệt vời. Em cảm ơn chị Lan. Đấy, còn Phương Hiền thì sao? Mời Phương Hiền. Xin lỗi, hàng xin lỗi đọc đang đang được truyền cảm hứng quá từ câu từ phần chia sẻ của chị Lan nên là quên mất câu hỏi của Phương Hiền. Và đây là câu hỏi cả hàng gửi tới Phương Hiền ha. Đó là từ câu chuyện của Hiền á, thì Hiền là một lãnh đạo cấp cao nhất ở trong một doanh nghiệp, CEO thì bận lắm rồi, rất là bận, và đặc biệt là trong bối cảnh bất động sản những thời gian vừa rồi. Vậy thì cái việc mà đi học coaching như vậy á đã giúp cho cái công việc lãnh đạo doanh nghiệp của Hiền như thế nào? Mời Hiền. Cảm ơn nàng. Thật ra thì nghe câu chuyện của chị Lan xong thì lại ước là không phải một mình đi học coach ở trong doanh nghiệp. Ước vì những người quản lý cũng đi học coach như mình để về nói cùng một ngôn ngữ, để nói chuyện có thể dễ hiểu với nhau hơn. Vì thực tế là nếu như mà không học coach hoặc là chúng ta không có đọc tài liệu về coach thì chúng ta hiểu được về cái đấy thì đúng là mình là một người sẽ phải gọi là sử dụng coaching nhưng mà lại phải theo cách thức mà người không đi học coach người ta hiểu được. Và người ta lại vẫn có thể đi theo mình để mình có thể đang áp dụng coaching và vận hành doanh nghiệp thì nó cũng là thách thức. Chính vì vậy thì lựa chọn của mình khi mà đi học coaching về thì không phải bất kỳ cái gì coaching mình cũng áp dụng được cho doanh nghiệp luôn và ngay, mà mình có sự chọn lựa. Ví dụ như một số những cái yếu tố nào là ưu tiên hàng đầu mình sẽ lựa chọn trước. Ví dụ như bây giờ doanh nghiệp đang cần làm, các em cần phải hiểu về là doanh nghiệp trong cái thời điểm này là doanh nghiệp phải thay đổi là điều tất yếu, thì làm sao cho họ có thể hiểu được. Và thứ hai nữa là làm sao có thể truyền động lực được cho họ. Thì những cái kỹ năng mà liên quan đến hai cái yếu tố đấy thì mình sẽ ưu tiên áp dụng trước. Ví dụ như để ưu tiên áp dụng trước đấy thì mình phải thay đổi phong cách lãnh đạo. Một trong số những cái phong cách lãnh đạo mà mình đang mong muốn có thể theo đuổi được ấy, thật sự sau khi đi coach đấy là mình mong muốn rằng là lãnh đạo không không bị quá vướng vào những cái tiểu tiết và mình có thể trao quyền được cho nhân sự ở bên dưới, họ chủ động làm việc. Thật ra ấy thì không thể phủ nhận rằng là phong cách quản lý tiểu tiết trước đây ấy, nó cũng có những cái hiệu quả cực kỳ tốt. Ví dụ như là mình chú ý được đến từng cái một, chính vì vậy một cái sản phẩm về mặt tư vấn chẳng hạn mình gửi ra cho khách hàng thì mình luôn luôn cảm thấy yên tâm, bởi vì là mình cũng đã tham gia vào quá trình từ đầu cho đến tận cuối khi mà gửi ra cho khách hàng, và khi mà đi nói chuyện với khách hàng thì mình biết được là các em thì đang nói đến đâu hoặc là khách hàng đang nói đến yếu tố nào và nó có những cái hiệu quả thì mình kiểm soát được. Nhưng tuy nhiên thì phong cách lãnh đạo này thì không phải lúc nào cũng 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 hiệu quả, vì nó cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định. Vì đôi khi thì nhân viên cảm thấy rằng là tại sao không lắng nghe em, tại sao em trình bày đề xuất bao nhiêu như thế mà chị toàn gạt bỏ quan điểm của em đi như vậy, và nhân viên thì trở nên thụ động bởi vì có quan điểm rằng là
em đề xuất quá nhiều rồi, thế bây giờ mà chị không nghe thì ok thôi, chị bảo gì thì em làm đấy. Thì tức là quay ra làm việc theo một cái cách rất là chủ động như vậy, hoặc là nó sẽ dẫn đến cái việc là chậm trễ trong cái việc ra quyết định, bởi vì là họ phải chờ mình chứ họ không 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 chủ động liên quan đến cái yếu tố là phân quyền để được quyết. Vậy thì bây giờ phân quyền ra là họ được quyết cái gì và mình phải quyết cái gì, thì như thế nó sẽ chủ động hơn. Ở lãnh đạo thì tập trung vào cái việc là mình cảm thấy luôn luôn mình bị burn out ấy, về sao việc gì đến tay mình, cái gì cũng chạy vào hỏi, thì cái mình mà mình theo đuổi đấy chính là cái việc là từ bỏ cái phong cách lãnh đạo điều tiết và trao quyền. Thì khi mà trao quyền như thế thì mình cảm thấy rằng là mình cũng bớt được cái gánh nặng phần nào, mình được thoát ra khỏi cái vấn đề của burnout đấy. Nó lại sẽ liên quan đến cái việc là làm như thế nào, thì mọi người sẽ hỏi rằng là ừ, thế thì bây giờ trao quyền thì trao quyền như thế nào, hoặc là bớt cái lãnh đạo điều tiết đấy đi thì mình làm như thế nào. Thì trước đây mình có sử dụng một cái phương án ấy, là mình có được học một cái là mô hình phản hồi 360 ở trong cái coaching, có nghĩa là cái nghệ thuật đối thoại với nhau. Thì cái đối thoại này không phải là mình sử dụng khi mà mình đi nói chuyện với khách hàng của mình là những người được tư vấn đâu, bởi vì rõ ràng tư vấn thì là nghệ thuật đối thoại rồi, vì nghệ thuật đối thoại thì nói chuyện với khai thác được thông tin từ phía khách hàng mà. Nhưng mà cái nghệ thuật đối thoại này thì nó cũng còn áp dụng được cho cả cái quản lý cấp trung hay là nhân viên ở bên dưới nữa. Thì xây dựng cái văn hóa đối thoại có nghĩa là mọi người cứ thẳng thắn với nhau, cứ nói chuyện với nhau, ngang hàng với nhau, chia sẻ với nhau hết đi, nhưng mà phải đồng quan điểm là mục tiêu của chúng ta thì chúng ta không thay đổi, nhưng mà chúng ta thay đổi cách thức để đạt được mục tiêu. Thì đấy là những cái câu mà trước đây ở trong doanh nghiệp thì các lãnh đạo cấp cao hay nói chuyện với nhau như vậy: mục tiêu không thay đổi thì thay đổi cách thức để đạt được mục tiêu, nhưng làm như thế nào để họ đồng hành cùng với mình để thay đổi đấy. Thì là những cái mà mình mong muốn rằng là bản chất là các bạn ý cũng sẽ có những cái cơ hội để nói ra những cái các bạn nghĩ, và bản thân mình cũng có cơ hội nhìn sâu hơn vào thế giới nội tâm của bên mình phát hiện ra là cái giá trị của một lãnh đạo thật sự mình mong muốn theo đuổi nó là cái gì. Và ngoài cái chuyên môn ra thì cái cách thức triển khai công việc thì mình cũng có thể trở thành một cái tấm gương cho các bạn ý. Gương ở đây không phải là các bạn ý làm theo mình đâu, mà cái tấm gương ở trong doanh nghiệp thì nó thể hiện ở rất là nhiều cái, dụ thì nó chỉ là liên quan đến vấn đề đường hướng hoạt động hoặc là cái cách thức để đưa ra thôi. Thì đấy là những cái mà phong cách hiện tại bây giờ mình nghĩ rằng là mình áp dụng được luôn và ngay trong cái vấn đề, và mình mong muốn làm được điều đấy vì mình cảm thấy được được giải tỏa mà. Tự nhiên gỡ được một phần gánh nặng trên vai, xong rồi được release khỏi cái đống messy burnout đấy, thì mình cảm thấy là mình có nhiều thời gian hơn, mình fresh hơn, như thế mình cũng có thời gian để chia sẻ nói chuyện với lại nhân sự nhiều hơn, và cũng như thế thì bản thân nhân sự cũng sẽ có động lực nhiều hơn trong cái career path, tức là cái quá trình phát triển của họ, và họ biết được là họ muốn đến đâu như thế nào. Thì đấy là cái mà mình thấy thích và mình đang mong muốn theo đuổi cái phong cách đó. À, cảm ơn Phương Hiền. Ở trong phần chia sẻ của Phương Hiền vừa rồi á, thì Hằng cũng tương tự như chị Lan, thì Hằng cũng lắng nghe được những cụm từ mà Hằng cảm thấy là vô cùng truyền cảm hứng, là cũng là một người lãnh đạo trong doanh nghiệp, và Hằng hoàn toàn đồng ý với Phương Hiền. Và lúc nãy Phương Hiền có nói một cái cụm từ, đó là làm sao mà có thể làm lãnh đạo mà mình thoát ra khỏi được những cái burnout, thoát ra khỏi được những cái sự bận rộn á. Và thì Hằng Hằng muốn dùng một cái cụm từ, Hằng gọi tên nó ra, đó là lãnh đạo nhàn hay là lãnh đạo lười đi. Người ta bây giờ còn có một phong cách lãnh Đúng đạo, là đó gọi là lười. lãnh đạo lười, và chúng ta có thể gọi đó là lãnh đạo nhàn, tức là những người lãnh đạo chúng ta không cần để chúng nếu như chúng ta càng đi vào tiểu tiết, chúng ta càng bị cuốn vào trong cái vòng xoáy của công việc và chúng ta không thoát ra được, và chúng ta trở nên bận rộn hơn. Vậy thế thì người lãnh đạo phải làm thế nào mà càng bận rộn thì càng phải tìm cái cách thoát ra khỏi nó, và phải trở thành người lãnh đạo nhàn? Bởi vì những người lãnh đạo là những người cần phải suy nghĩ về chiến lược, về định hướng, về tầm nhìn, và để có thể dẫn đầu được cả đoàn tàu đi phía đằng sau. Khi mà chúng ta bị quá vướng bận vào những cái tiểu tiết đấy thì làm sao chúng ta còn thời gian đâu để mà nhìn về tầm nhìn, nhìn về tương lai, nhìn về chiến lược nữa, đúng không ạ? Do đó mà Hằng nghe thấy, lắng nghe được Phương Hiền dùng cái từ là lãnh đạo nhàn. Rồi Hằng rất thích một cụm từ mà Hiền vừa chia sẻ, đó là nghệ thuật đối thoại. Và trên một cái tạp chí mới, trên một cái bài viết rất nổi tiếng của tạp chí Harvard Business Review, thì trong đó Hằng có đọc được một cái cụm từ mà Hằng rất là thích, và Hiền vừa nhắc lại thì Hằng vẫn nhớ ra cái cụm từ đấy, đó chính là Art of Leadership e Conversation, tức là nghệ thuật lãnh đạo thông qua đối thoại. Và bên 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 cái đây đây là cái cụm từ của một của nói về nghệ thuật lãnh đạo tại Microsoft. Và ở đó
Thì cái anh CEO của Microsoft, anh nhậm chức vào năm 2014 thì anh đã sử dụng cái cụm từ đó là Art of Leadership as Conversation, nghệ thuật lãnh đạo thông qua đối thoại. Và anh ấy đã ứng dụng coaching để làm được cái điều này. Và anh ấy đã gọi nghệ thuật, gọi coaching là nghệ thuật lãnh đạo thông qua đối thoại. Thì Hiền Hiền lại vừa nhắc đến cái cụm từ đó ở trong cái phần chia sẻ của Hằng. Xin lỗi, phần chia sẻ của Hiền. Và Hằng cũng nghe thấy cái cụm từ đó là lãnh đạo làm gương. Lãnh đạo làm gương rất là hay và rất là truyền cảm hứng. Và từ đó, từ những cái mong muốn như vậy, với cái sự thay đổi về phong cách lãnh đạo như Hiền mong muốn như thế, thì Hiền sẽ giúp cho đội ngũ của mình gắn kết hơn và tạo động lực cho đội đội ngũ nhân viên. Đôi khi thì đôi khi thì chúng ta cũng phải tự hỏi rằng là vậy thì làm thế nào để tạo động lực cho nhân viên? Liệu những người nhân viên đi làm chỉ có phải chỉ vì nhận lương cuối tháng hay không? Hay là họ đi làm vì điều gì? Và cái quan trọng nhất của những người lãnh đạo, những người quản lý đó là phải chạm được vào những cái điểm để tạo động lực cho nhân viên, để từ đó thì người nhân viên người ta yêu cái công việc và yêu như giống như lúc nãy chị Lan nói đó là cái giá trị của công việc đó. Để từ đấy thì họ yêu cái công việc và họ làm không phải vì 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 lương cuối tháng mà họ làm vì những cái giá trị cao cả hơn điều đó. Cảm ơn cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Cảm ơn phần chia sẻ của Phương Hiền. Và mời các anh chị, Hằng mời gọi các anh chị và các bạn trong ở phòng Zoom hiện nay á, mời mọi người có thể thả tim hoặc thả like để cùng cổ vũ Phương Hiền và chị Lan cũng như Hằng được không ạ? Để và sự cổ vũ, sự lắng nghe chú tâm cũng như là sự cổ vũ của mọi người, tương tác của mọi người sẽ là những món quà rất là tuyệt vời gửi để gửi tới cho chị Lan và cho Phương Hiền. Cảm ơn anh Đức. Cảm ơn Kiều Nhung vâng tham gia ngày hôm nay ở cho em trong phần khán giả của chúng ta ở đây thì cũng có cả anh Đức là ông xã của chị Lan ấy ạ, mà đã được nhắc đến nhiều lần trong cái phần chia sẻ của chị Lan. Em chào anh và rất là tuyệt vời, chúc mừng anh chị, rất là tuyệt vời các anh chị đã cùng đồng tâm và cùng chí hướng và cùng cái mindset để đi cùng nhau. Chúc mừng anh chị.